đậu hũ thú, người mẹ có phản ứng khiến dân mạng cười muốn bung chỉ. Nay thử mua đậu hũ thúi về cho mẹ ăn. Từ khi cho vào mồm miếng đầu tiên là biết đã quá muộn màng rồi. Cô cảm nhận được ngay hương vị đặc biệt của món ăn này và có những phản ứng khiến dân mạng được phen cười ra nước mắt. Dù đã phải lấy vài bịt mũi để cố nuốt hết miếng đậu hũ đó, nhưng cực chẳng đã không thể nuốt nổi và đã phải la lên từng tiếng. Và cuối cùng không chịu được mùi thơm đồng của nó, cô đành phải nhằn đi. Cô review quá trời chân thật, đúng là cú sốc tuổi xế chiều của cô. Một số bình luận để lại: xem cô cười mà đang ăn cơm cháu muốn sặc luôn. Cô cười và la mà dễ thương quá. Đậu hũ thúi có mùi thơm thẩm, rất dễ ăn. Ai chưa thử thì đi ăn thử một lần, sẽ nhớ đến đời sau nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.